Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 1/10 lột xác thành phiên bản Exeter 155 đi cùng dàn chân CNC 8 piston cực kỳ khủng. Cái chiếc Exeter 1/10 độ cho biết hôm nay nó có thể đánh lừa nhiều anh em, khiến mọi người nghĩ rằng đây chính là phiên bản Exeter 1/5. Nó có diễn ngoại hoàn toàn là y như nhau. Ngoài ra cái phiên bản Exeter 1/10 độ hôm nay sử dụng những cái chi tiết dàn chân cực kỳ xịn sò, thậm chí các bạn chỉ cần nhìn ngắm thôi cũng đủ để chích mệt chích mệt. Dàn áo của chiếc Exeter 1/5 được gắn hoàn thiện trên cái khung sườn của chiếc Exeter 1/10 rất là thẩm mỹ, không lộ quá nhiều chi tiết thừa và có một độ khít giữa các khớp với nhau rất tốt. Dù sâu kỹ tới đâu thì cũng khó nhận ra được những điểm khác biệt, đảm bảo cái sự an toàn chiếc xứ cưng. Người chủ tinh tế hơn, trang bị chìa khóa Norman Smart Key thì đến từ Xmax, làm chiếc xe khỏi những cái tầm mắt của tên đầu chích. Ngay vị trí cụm thắng cụm con gì đây cũng được nâng cấp triệt để bằng cụm thắng cụm con tháo từ cái dòng động phân khối lớn cho đến từ Turbo. Đặc biệt cụm con chiếc xe đã là cái con dầu thay vì con dây như đây, đem đến thao tác bóp con chuyển số mượt mà thao hơn. Cái cặp phục trước chiếc xe, một hiệu đồ chơi cũng nổi tiếng là X-Order, sản xuất phong cách của phục Winner Gunner 10, nó bật với cái cặp phục ti đường kính lớn xi mạ vàng đầy sang chảnh và bắt mắt. Chân chân trước giờ đây bị lôi cuốn hơn, đẹp mắt nhiều nhờ vào bộ mâm CNC Crazyboy FC 505 màu tím mộng mơ, một phiên bản là cực kỳ hiếm ở Việt Nam. Cái cặp heo thắng và ở phía trước gồm có con heo của Rainbow M50 4bit. Cái đĩa thắng là JS đã góp phần không nhỏ trong hiệu sức thắng rất hiệu quả ở dàn chân trước. Cái dàn chân sau, trước tiên mình muốn giới thiệu anh em về cái cây phục Holin hàng hiệu xịn sò dành cho dòng là Xtern 10, được giao nhiệm vụ đem tín hiệu năng nhúng im ái và đậm chắc hơn. Heo thắng sau chính là cái dòng Rainbow M50 4bit gắn thông qua phát nhôm CNC, được tính toán sẽ cho con heo này không bị cạy cứng và nặng mầm. Việc chơi heo 4bit phía sau sẽ trông có vẻ là hơi hầm hố, nhưng cần phải canh chỉnh lực thắng một cách thật cẩn thận để ngăn nguy cơ khóa bánh. Trái ngược với mâm trước, mâm sau không phải là cái dòng Crazyboy CNC FC 505 mà là cái mâm CNC thì đến từ SL ASEAN để tạo ra cái tổng thể dàn chân bất đối xứng và bắt hơn. Đặc biệt bộ mâm cam cũng sặc sỡ sẽ là nổi bật hơn bao giờ hết khi phối cùng bộ cấp CNC màu đen tiền của là Toyota. Và trên đây chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng là cái chiếc Exeter 1/10 mang tâm hồn của phiên bản là Exeter 1/5. Winner 1/10 sang chảnh hơn trong cái lớp áo của Supra Sida 1/10. Cái chiếc Winner 1/10 trong clip hôm nay rất quen thuộc với những chúng ta. Về việc con xe hôm nay, các bạn tin rằng em ấy có một diện mạo rất là chất chơi. Ngoài ra với những món đồ chơi kiển cũng làm cho các bạn phải tò mò dễ máy hơn. Khoác cho mình bộ áo của Supra Sida 1/10, con xe dường như đã trở nên lịch lãm hơn rất nhiều. Thì vào đó là những chi tiết ốp carbon 7 nhấn mạnh tiếp cái sang chảnh cho em ấy. Cái cụm thắng con xe mang cái tên của Rainbow Asset, bao tay là hai ống da của Dono làm diện mạo chất hơn. Nhìn chiếc xe nó hầm hố như cái chiếc mô tô lớn. Cụm gạch của Dono cốt gắn hành trình dây da khiến chiếc xe chạy tốc nhanh hơn. Cái dàn chân được nâng cấp mầm Crazyboy 8 cây mang tính diện mạo chắc chắn hẳn. Ngoài ra có sự góp mặt của một cái con heo đồ chơi có phần gia tăng hệ sức thắng chiếc xe. Cái con heo này được cố định qua một phát nhôm CNC sắc sảo. Người chủ đã nâng cấp heo Rainbow 20 xứng cho cái dàn chân sau, đáp ứng đủ cái nhu cầu cần thiết và thắng. Bộ nguyên bản được thay mới bằng bộ của Smith nhằm mang đến cái dàn hoàng gọn gàng hơn. Cái cách mình đang thấy em ấy nâng cấp bộ cấp đồ chơi vừa cứng cáp mà còn giảm hiện tượng bị slack ở nước địa bàn. Nhờ một cách này mà dàn chân trở nên quyến rũ và nhìn nó góc cạnh hơn. Anh em cùng chúng tôi chiêm ngưỡng được cái chiếc Winner đầu này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip này, chi tiết nhớ like và subscribe.